mà thế này đi xin việc được rồi đấy các bạn. Nhím ơi, Nhím ơi, Nhím, cậu mặc xong quần áo chưa? Tớ sắp xong rồi. Tớ mở cửa vào nhé. Ra đây xem nào, lâu thế, đi đây. Cậu trông nó cứ thế nào ấy. Cậu nhìn tớ mà xem, mặc cái bộ này vào trông nó cứ thế nào ấy. Trông thế nào, cậu mặc đẹp thế còn gì nữa, giống y bảo mẫu luôn. Hay thôi, tớ không đi đâu. Ừ hay, không đi là không đi thế nào. Tớ xin mãi mới được vào đây đấy. Cậu phải đi cùng với tớ. Cậu không nhớ lần trước tớ với cậu đi làm bảo vệ như thế nào à? Nguy hiểm lắm. Chứ còn à, làm bảo mẫu á, không nguy hiểm chút nào đâu cậu ơi. Mà lương còn cao gấp 3 lần bảo vệ luôn. Bố mẹ em bé này đi vắng có mấy ngày thôi cậu ạ. Chúng mình chỉ việc trông mấy ngày mà lại có bao nhiêu tiền, không thích à? Thích thì có thích, thế nhưng mà tớ thấy nó cứ làm sao ấy, mà không biết là liệu trông em bé có khó không. Yên tâm, đi với tớ thì không phải lo cái gì hết. Tớ có nhiều kinh nghiệm trong việc trông giữ trẻ em rồi. Nhanh nhanh, hai đứa chúng mình đi thôi. Here we go. Hello. Where are you? Wow, cái nhà này cũng đẹp đấy Trang ạ. Nhà này đang trang trí Noel cô ơi. Em bé này. Em bé đấy, chúng mình cứ việc đi chơi thôi, còn em bé ngồi trên đấy. Ở đây cũng trang trí Giáng sinh rồi, cây thông Noel đủ cả. Em bé này ngoan thật đấy, ngồi trên chân ghế. Chào bé. Em bé này đáng yêu quá. Nhìn hai mắt kìa, tròn tròn xinh xinh. Ê, sao cứ nhìn cô chậm chậm như thế? Cô là bảo mẫu của cháu đấy nha. Kìa, cho bé ăn, lấy bình từ tủ lạnh kìa cậu ơi. Lấy bình sữa từ tủ lạnh à? Đi khám phá một chút nhỉ, đây là nhà vệ sinh nhỉ. Có một con mèo này. Có một con mèo đen. Giải phóng linh hồn. Ấn vào con mèo là giải phóng linh hồn. Linh hồn của ai? Linh hồn bị đứa bé áo vàng bắt kìa. Sao thế nhỉ? Đứa bé áo vàng nào? Đây là chắc là nhầm nhọt gì thôi. Từ từ em bé, để anh đi lấy sữa cho. À, bếp đây rồi. Sữa thì phải ở trong nhà bếp chứ. Có cả bánh sandwich kìa, cậu có ăn không? Chắc là trong tủ lạnh. Amazing. Đấy, bình sữa đây rồi. Một cái bình sữa, cái núm màu hồng, màu cam. Đây rồi em bé ơi, ăn nào. Ăn rồi, ăn đến rồi, ăn đến rồi. Ăn một cái là cười tươi lên. Yêu, đánh rắm. Yêu ơi. Xì ơi, cậu ơi. Bây giờ phải đưa bé đi tới bán thay tạ. Để thay bỉm cho em bé. Việc này tớ làm được, đơn giản. Đây, để em bé ngồi vào đây này. Nằm lên đây nha. Bỉm đây. Đâu rồi? Cậu đưa em bé đi đâu rồi? Tớ vừa đặt ở trên bàn cơ mà. Thế? Ôi, em bé này tinh nghịch quá các cậu ạ. Sao nó bỏ ra đây nhanh thế này? Mà mặt nhìn này, mặt khó tính thật đấy. Chắc là đang giận đấy. Đây, thấy bỉm này, đấy, cười ngay. Nào, bây giờ theo anh, đi lên giường đi ngủ. Ăn no rồi, thay bỉm sạch rồi thì mình đi ngủ chứ nhỉ? Phòng này bị khóa rồi. Sang phòng này sang... Nhưng đây là phòng giặt cậu ơi. Không phải phòng ngủ. Không phải phòng ngủ à. Có một con mèo nữa này. Ấn vào. Lại giải phóng một linh hồn mèo. Tớ bắt đầu thấy kỳ lạ rồi đấy nhá. Tớ cũng thấy kỳ lạ. Sao ấy? Phòng em bé đây rồi. Có cái cũi này. Em bé sẽ nằm ở trong cũi đúng không? Đúng rồi, cho em bé vào cũi này. Nhưng mà phải xoay ngang ra cậu ơi. Không. Tìm thế. Tìm chuyện và ngồi xuống đây này. Tức là mình sẽ phải đọc chuyện cho em bé mỗi khi mà em bé chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đúng không? Cuốn chuyện Hoàng tử và con mèo. Mấy cái con mèo lúc nãy này. Có cả mèo nhồi bông này, thỏ này. Bây giờ ngồi ở đâu? Ngồi trên ghế này nha. Được rồi, từ từ anh đọc cho. Em bé này đang háo hức chờ chúng mình đọc chuyện đây. Hoàng tử và con mèo. Bên kia bờ, vùng đất xa xôi, ánh sao tối trên đỉnh đầu, hoàng tử say giấc nồng, đến khi con mèo nhảy lên giường. Tôi đã tìm thấy một khu vườn bí mật, mèo nói bằng giọng thích thú. Cả hai thích thú chạy ra sân, tìm khắp màn đêm. Họ bước qua cổng vườn vàng, nhìn hàng cây xinh đẹp kia. Họ đi dọc theo con đường đẹp đầy sỏi, nhìn những bông hoa đầy màu sắc kia. Họ đi ngang qua đài phun nước thật tuyệt vời. Chuyện này dài quá cậu ơi, đọc mãi không hết. Nhưng hoàng tử không thích khu vườn và bắt đầu chặt cây. Chàng đào hoa lên đạp đổ hàng rào cây. Chàng còn kéo trục nhà chỉ vì chàng thích thế. Mèo nhìn trông sợ hãi và kêu lên rằng:
ta đã sai rồi, ta không nên mang hắn tới đây. Chuyện mà... kinh dị à cậu. Hoàng tử là người xấu à? Chuyện thật là nhảm. Nhưng mà em bé ngủ rồi này các cậu ơi. My baby đã chìm vào giấc ngủ rồi. Bây giờ chúng mình đi ăn đi chơi thôi. Đi đi đi. Bây giờ mình ra xem lên ghế mà ngồi xem tivi mới đi ngủ đi. Đêm rồi đây, tới buồn ngủ rồi. Cậu thấy cái công việc này nó có nhàn không? Chả phải làm gì. Đúng rồi đấy, công việc này nhàn hơn làm bảo cho vệ. Cho mỗi uống sữa với thế kỷ cho người đi ngủ thế là xong. Bây giờ ban đêm rồi, chúng mình sẽ đi ngủ thôi. Sao có tiếng khóc kìa? Chưa kịp xem tivi. Để lên xem nào, xem em bé làm sao mà lại khóc nào. Khả năng cao em bé cần phải có người ở bên cạnh. Cô lại nhầm phòng. Phòng bên trong kia kìa. Đừng quên đi. Ôi, em bé đâu rồi? Oh my god. Em bé ơi. Em đi đâu rồi nhỉ? Ôi thôi chết rồi. Có tiếng em bé khóc ở đâu? Ôi rồi, ôi. Trong đây có không? Em bé trốn đâu mất rồi nhỉ? Em bé ơi. Baby, where are you? Ôi thật đây, sao lại có quyển sách? Chìa khóa này. Để làm gì nhỉ? Đây, 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 ở trên này này. Mở này. Trên này còn có cả một căn gác xem các cậu ơi. Thật đây là cái phòng mà bố mẹ em bé hay lên trên này. Cái phòng làm việc ý cậu ạ. Hoặc là phòng kho gì đấy. Để tớ lên xem nào, xem bé ủi. Mèo con này. Con mèo đen. Tớ thấy hơi lạnh lạnh các cậu ạ. Thôi đi xuống đi cậu ơi. Tớ thấy ở trên này cứ ghê kiểu gì ấy. Đi xuống xem nào. Thằng bé này nó khóc ở đâu ấy nhỉ? Xuống tầng 1 xem nào. Úi giời ơi, sao lại bò xuống đây? Giật đấy nhá. Như thế này là cô giật đấy. Bây giờ đi vào giường nào. Đây này thì khỏe, chân còn dán băng gâu này các bạn ơi. Đây là em bé trai thế nên là cũng hơi nghịch các cậu ạ. Đặt làm sao? Đặt đúng thú bông vào cũi. Đặt thú nhồi bông vào cũi cho em bé. À đây đây đây, có cái búp bê này. Ô trông giống em bé nhỉ. À tức là sao lại ném trả. Hay là thích con vịt này nhá. Đây con vịt này. Ôi con ném vào mặt tớ này. Hư đấy nha. Sao nào. Đây còn mấy con thú nhồi bông nữa này. Cậu thử lấy mấy con này xuống xem em bé có thích không. Để tớ lấy con mèo này xuống nha. Đây. Mèo mèo mèo. À con mèo thích con mèo. Thế mà không nói sớm. Lần này đừng có đi đâu nha. Bye bye. Này có tiếng mở cửa là thế nào? Tớ vừa đóng cửa xong. Amazing. Ủa may quá em bé ngủ rồi. Nói khẽ thôi cậu ơi. Chắc vừa nãy cậu đóng nó chưa chặt nên nó bị đẩy ra đấy. Nhà này nói chung là cũng hơi kỳ lạ đấy các cậu. Thôi đi ra xem tivi rồi đi ngủ thôi. Thư giãn trên ghế sofa. Ủa thôi cậu ơi, chúc cậu ngủ ngon. Bye bye. Sang đêm thứ hai rồi các cậu ơi. Đêm một như thế là tớ thấy nó ổn đấy. Công việc này tớ thấy bắt đầu phù hợp với tớ rồi đấy. Nhàn. Chờ nốt hai đêm nữa thôi là chúng mình sẽ được tiền lương. Đứa bé cười. Nhìn kia, buồn cười không? Là như thế nào? Thôi, ra xem em bé đâu rồi. Lại lấy bình sữa từ tủ lạnh ra cho em bé ăn nào. Here we go. Bình sữa đây rồi. Nope. Sao cái tủ lạnh lại đóng rồi? Quá nhỉ? Hey, cửa cũng bị đóng. Cửa bị khóa rồi. Oh no. Mà bình sữa đâu rồi? Vừa nhìn thấy ở trong tủ lạnh cơ mà. Mở ra xem. Bình sữa đâu nhỉ? Tự nhiên cánh tủ lạnh đóng lại. Mở ra lại không thấy bình sữa đâu. Trong lò nướng này cũng không thấy. Tủ này xem nào. Cũng không thấy. Amazing. Xong nồi. Xong trong thùng rác. Cái thùng rác này sao nó lại hút được hơi vào nhỉ? Có tiếng em bé cười. Hay là nó đang trêu mình nhỉ? Em bé đang trêu mình nhỉ? Mở thùng rác này. À cái thùng rác này nó sẽ hút những cái bẩn vào luôn đấy, không cần phải bỏ đâu. À, thùng rác tự động đúng không? Cái bình sữa này ở trên tủ. Hậu đậu quá. Xin lỗi nha. Cửa mở được rồi. Ô em bé xuống đây ngồi này. Mama mia. Sao cứ cười thế? Hôm nay lại không mếu nữa à? Ăn sữa này em bé. Em bé cười. Mật vệ sinh quá đấy. Mỗi lần ăn xong là chúng mình lại phải thay tã cho em bé. Đi vào đây xem nào. Em bé ngoan. Ngồi đây không nha. Không nhè. Ngồi đây nhá. Ngồi ngoan nha.
để cô lấy Bỉm không được trốn như hôm trước đâu đây. Amazing. Bỉm đây rồi. Ô, lên, giật cả mình. Ô, sao cái Bỉm nó lại có mặt nó chạy đây? Nó chạy ra, ghé thôi. Vô lên thôi. Nó chạy vào bếp rồi. Ôi trời, nó trốn đâu rồi? Đây. Đâu rồi? Ui, nó chạy ra rồi. Nó chạy lên tầng kìa. Sao cái Bỉm này lại chạy được cậu ơi? Nó này còn có hai cái mắt tròn to đùng nữa. Nope. Rao, đứng yên. Đâu rồi. Nó chạy trong căn phòng này. Nó lại chạy đi mất rồi. Nó bắt đầu thấy mệt rồi đấy. Ồ, phòng ngủ hôm nay được mở này. Nó chạy vào đây cậu ơi. Dám trốn vào đây. Ôi thôi. Nó phá cái gì kia? Đây không phải lỗi tại tớ. Chủ nhà về lại cứ đổ cho bọn mình thì chết giả. Tại cái Bỉm này. Đâm đầu vào tường bây giờ mắt còn đảo đảo lên này, đi xuống đây. Kỳ lạ nhỉ. Sao cái Bỉm này chưa gặp bao giờ cậu ạ? Thật. Bỉm bình thường làm gì có biết bay nhỉ? Hay là Bỉm đời mới nhỉ? Ồ, em bé hôm nay ngoan đấy. Lát nữa cô thưởng cho mình sữa nữa nha. Hay Bỉm này. Ngồi ngoan không chạy đi đâu. Bây giờ chúng mình sẽ đi ngủ thôi nào. Sao nó chạy nhanh thế? Tớ đang bế mà sao đã chạy ra kia rồi? Mình vừa bế trên tay mà. Nó tự bay ra đấy à? Hay là chúng mình bị hoa mắt thế? Bế bé lên này. Lần này lên giường nhá, không đi lang thang nữa nhá. Cứ trợn lên nhìn anh thế. Ừ. Không ngồi đây. Không thất thiện gì cả. Ồ lại phải tìm chuyện và ngồi xuống đọc này. Amazing. Hãy đọc cái câu chuyện hôm qua. Hoàng tử và thỏ. À chuyện này là chuyện khác đúng không con thỏ? Mỗi hôm bố mẹ em bé để một cuốn chuyện cho mình đọc. Hôm qua là con mèo, còn hôm nay là con thỏ. Nhưng mà vẫn là hoàng tử và thỏ nha. Khi thỏ đến thăm, hoàng tử nói: đến giờ chơi rồi. Nhìn đôi mắt to đỏ của chàng làm cô sợ hãi. Và cô không muốn ở lại. Nhanh chóng tiến về lối ra, cô thỏ nhảy. Hoàng tử chạy ngay sau cô và hét lên, ngăn cô lại. Chị Trang đang đọc chuyện mà, sao lại đá đi? Chị đọc hay thế mà lại đá chuyện của chị đi. Chắc đây bé không thích cậu đọc đấy. Đặt thú nhồi bông vào cũi kìa. Đặt thú nhồi bông à? Hôm nay chắc là thích bạn thỏ này rồi. Biết rồi, hoàng tử và thỏ nó thích thỏ đúng không? Đấy. Đọc chuyện nào thì em bé này sẽ thích cái con thú nồi bông đấy. Thôi yên để anh đọc tiếp cho mà nghe đây này. Lần này là anh đọc nha. Ngài đuổi theo cô qua hành lang tối tăm. Nhảy. Cuộc săn đuổi vô ích. Nhảy. Quấn quanh cung điện, khắp không gian và tầm mắt. Nhảy. Nhảy nhiều thế. Có nghĩa là hoàng tử đang đuổi theo con thỏ. Xong con thỏ cứ nhảy đúng không? Đúng rồi. Hoàng tử không bắt được thỏ, lòng ngập tràn phẫn nộ. Thỏ vụt qua cửa sổ biến mất trên con đường. Hoàng tử kêu lên: ta cần thêm bạn mới, thêm nữa, bây giờ, hơn nữa. Ta sẽ tìm cho con, đừng lo lắng. Mẫu hậu an ủi hoàng tử. Bà mẫu hậu đã đang chiều hoàng tử đấy. Con thỏ lại không thích hoàng tử. Thế là hết rồi. Amazing. Chuyện nhạt nhẽo nhỉ. Đó, ôi, em bé ngủ rồi này. Ngoan ngoan nha, để cô xuống cô xem tivi một lúc xong cô cũng đi ngủ nha. Good night. Xuống ghế xem tivi nè. Mày hôm nay bắt đầu buồn ngủ rồi các cậu ạ. Sofa. Ủa, có tiếng chuông này. Hay là bố mẹ là em bé này về nhỉ? Sao con thỏ ở trong cũi bây giờ lại ở dưới này này? Không biết được. Ai ngoài cửa vậy? Mà tối rồi ai đến nhỉ? Để tớ mở ra xem nào. Hello. Không có ai. Có ai đâu nhỉ? Ai bấm chuông đây? Hay là nâng cao hàng xóm cậu ơi. Hay là người ta trêu mình. Ồ, chỗ này cũng có ký hiệu con thỏ này. Đây là tầng số 18. Thang máy tầng số 18. Và nhà em bé này là nhà số 10. Ồ, có một cái hộp. Đây là một shipper. Chiếc máy. Thế thì là shipper. Một chiếc máy làm bánh cậu ơi. Đóng cửa vào nha. Shipper đến mà chả báo gì cả, nãy vứt đồ ở đấy. Thôi rồi, lên ghế này xem tivi rồi đi ngủ. Sang ngày thứ 3. Nốt ngày hôm nay là hình như là bọn mình sẽ hoàn thành công việc đúng không Trang ơi? Quá là đơn giản luôn. Các bạn thấy thế nào? Trông chả dễ chứ. Quá là dễ luôn, lần sau tớ sẽ tìm một nhà khác để trông một em bé khác. Đâu rồi? Đêm thứ 3. Em bé ở trên lầu à? Hôm nay em bé lại không tự xuống cậu ơi. Lại phải chờ chúng mình lên để bế xuống. Để bế vào cũi. Làm sao em bé? Ngoan, cô đây để cô bế em bé lên nha. Rồi và đóng cửa. Em bé ngoan rồi. Này, cho con vịt chơi nhá. Chơi vịt nhá. Hay là
chơi gấu bông em bé này nhá. Nope. Sao mắt lại cứ nhìn trợn lên thế? Thôi được rồi, bây giờ mình đóng cửa vào cho em bé chơi trong phòng cũng được các bạn. Bye bye. Bye bye. Ok, đóng cửa. Ô thế hôm nay là không phải cho Ti với cả thay bỉm nhỉ? Chắc là bố mẹ của em ý cho em ý ăn trước đấy rồi cậu ạ. Tớ đang thấy hơi đói đấy. Amazing. Tủ lạnh có gì không? Có sandwich. Có thịt đóng hộp. Có phô mai. Hành tây. Có cái này dưa chuột muối. Dưa chuột bao tử muối. Ở siêu thị hay bán đấy. Cà chua này, cái này. Cái này là như kiểu là mình làm hamburger hay là sandwich gì đấy. Bánh mì phô mai. À có bánh mì này. Đây bánh mì đây, bánh mì kem. Làm bánh mì phô mai nhá. Hai lát bánh mì này. Lấy phô mai nhanh nhanh không em bé khóc lại đòi lên bây giờ. Tối nay bọn mình đi hơi sớm thế nên là chưa kịp ăn các cậu ạ, nên hơi đói. Rồi, đóng tủ lạnh. À có cái máy nướng bánh mì này, hôm qua xin đến này. Rồi, bây giờ chúng mình đi thử sử dụng xem cái máy này nó có dùng được không nhá. Một lát bánh mì này, hai lát phô mai kẹp vào giữa này. Thêm một lát bánh mì kẹp bên trên. Đây là người ta gọi là bánh sandwich các cậu ạ. Bánh mì sandwich. Sandwich đây. Phô mai. Ui, sao nó lại nổ? Ôi ôi cậu ơi, nhìn này. Ở trên tường. Chứ gì vậy? Feed me. Là như thế nào? Là cho tôi ăn. Cho ui. Ai ăn? Ai biết được. Hay là ăn tôi? Ui, cái biểu tượng cái gì đây này? Biểu tượng như kiểu lưỡi hái tử thần ấy. Ôi, sao tường lại nứt nẻ ra thế này? Không ổn rồi, chúng mình phải lên với em bé thôi nhím ơi. Hay là đây là do cái máy bánh mì nó gây ra đấy. Chứ bọn tớ chưa làm gì đâu nhá. Đúng rồi, không mình còn đã ăn được miếng nào đâu. Ui, cái ai mà xin cái ui, tủ lạnh mở ra này. Một đường hầm. Không còn gì bên trong mà là một đường hầm các cậu ơi. Thôi, chết rồi, tớ bắt đầu có linh cảm không lành rồi cậu ơi. Bây giờ, chúng mình lên tầng hay là đi vào cái tủ lạnh? Cho em bé ăn đi. Ui, bình sữa ở dưới này rồi. Tủ lạnh hôm nay nó sâu thế nhỉ? Vừa nãy nó ngắn cơ mà sao bây giờ? Ui! Tủ lạnh nó đóng lại rồi các cậu ơi. Đóng hay cậu đóng đấy? Nó đóng. Ôi, oh my god. Trong tủ lạnh này là một đường hầm. Đường hầm á? Đi đâu đây? Bây giờ chúng mình phải đi lên tầng mà. Nhưng mà tủ lạnh đóng rồi, bây giờ mình bắt buộc phải quay đi lối này thôi. Có cửa này. Cho em bé ăn. Cửa mà. Ô, quay lại. Nhà số 10 này. Nhà số 9. Nhà em bé là nhà số 10. Ôi sao mình vừa mới ra nhà số 9 nhỉ? Sao cái tủ lạnh lại mở ra cửa nhà số 9? Đây này, đúng rồi, hành lang tầng 18 có con thỏ này. Em bé vẫn đang khóc trong phòng kìa. Thôi mình cứ đi vào đã. Here we go. Cô đến đây, cô đến đây. Ôi em bé. Ý, em bé đáng sợ chưa này, mồm kêu sao đói đói. Giận thế? Đấy, ăn được bình sữa cái mặt tươi ngay, mỗi tội đã là ít rồi. Chắc này chờ cô lâu quá nên là mặt mới tức giận thế đúng không? Thì đi vào đây này, để anh thay bỉm cho này. Cô tủ lạnh bây giờ nó lại trở thành bình thường rồi này. Vừa nãy nó sâu lắm các bạn đúng không các bạn ơi? Nhưng mà cái tường nó vẫn không bình thường cậu ơi. Tường này như kiểu là cái máy bánh mì nó nổ, nó bắn lên làm hỏng tường đấy. Nó viết linh tinh trên đấy đấy. Thôi okay. Kệ đi. Mình thay bỉm xong cho em bé đi ngủ. Chết mùi hôi quá rồi. Sắp sửa hết đêm 3 rồi các bạn ơi. Ui, cái gì đây? Ảo giác à? Ui, mình ngất rồi các bạn ơi, lăn trên đất rồi. Ui, em bé ơi. Đây là đâu đây? Ui, em bé trông như một con quái vật đi. Em bé là một con ma. Ui, cái nhà này tự nhiên lại trở nên cũ kỹ như thế này hả cậu? Ui, ghê tởm quá. Ba ơi, vào phòng nào cũng không trốn được. Đi đâu bây giờ? Phòng này bị khóa rồi. Chúng mình cần phải tìm hướng ra thật nhanh ý mời. Phòng em bé cũng bị khóa rồi. Ngôi nhà này đã bị ma ám rồi. Ở đây, đập vỡ kính. Trong trường hợp khẩn cấp lấy cái gì đây? Ti giả. Ti giả cho em bé. Là một em bé, cho em bé bình tĩnh cậu ơi. Ui, em bé kìa. Em bé đang tức giận. Bây giờ chạy nó nhét à? Rồi em bé. Tôi đang hơi sợ đây. Nhét. Ô, em bé bị bay vào xó tường rồi cậu ơi. Mọi thứ đang xuống rồi. Ui, nhưng mà nhìn cái tường với cả cái nền đất vẫn có những cái xúc tu của bạch tuộc này. Hình như là do em bé tức giận nên mới thế đấy. Chúng mình không được làm em bé tức giận. Mình có đang mơ không nhỉ? Sao mọi chuyện nó xảy ra lạ thế? Ui em bé này. Bây giờ chúng mình phải cho em bé lên giường thôi nhím ơi. Here we go. Nhanh xong. Ti giả này rất có nhiều tác dụng đấy các bạn ạ. Dỗ
bé ngủ ngoan này. Ui, đừng nhìn anh như thế. Đây là trong giấc mơ của em bé. Sao mình đang cầm quyển truyện Hoàng Tử và Con Cừu. Ui, em bé chạy vào phòng ngủ thôi, còn bay bay nữa cơ. Eo ơi, hết tin giả rồi mà, sao em bé lại vẫn như thế ạ? Ý mơi, cái mặt vẫn đỏ lòm lên kia. Mình phải làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Để tớ gọi điện cho mẹ của bố mẹ nhá. Để tớ đặt vào đây đã. Đặt đúng thú nhồi bông vào cũi cho em bé. Đặt đúng thú nhồi bông. Con Cừu thì phải tìm con Cừu cô ơi. Con Cừu, đây, hôm nay anh đặt con Cừu vào nhá. Đặt vào là phải ngoan nhá. Ngoan. Đừng nhìn anh chị với con mắt kinh dị nữa. Sao tớ nghe thấy tiếng em bé cười và mà sao lại vẫn cái mắt đỏ nhỉ? Tìm chuyện và ngồi xuống đọc à? Hoàng Tử và Con Cừu. Đọc chuyện tiếp à. Ôi, có linh hồn con mèo này. Linh hồn bị đứa bé áo vàng bắt đã được giải phóng. Đứa bé áo vàng cũng phải là đứa bé mà chúng mình đang trông đây không cậu ơi? Bây giờ tớ tin nó là sự thật rồi, đọc chuyện nhanh lên. Hoàng Tử và Con Cừu. Cung điện lạnh lẽo, ánh trăng sáng ngời, gió không ngừng thổi, cánh sen tung bay. Hoàng Tử nhỏ nằm trên giường, trằn trọc không ngủ, chàng đành gọi mẫu hậu xin giúp tìm Cừu con. Nghĩa là em bé này đang muốn con Cừu làm bạn các cậu ạ. Hoàng Tử đấy, em bé này là em bé này đang cô đơn. Hoàng Tử nói quá nên Cừu đã mang nước uống tới. Hoàng Tử nói ta bẩn nên Cừu đã thay đồ cho chàng. Hoàng Tử nói ta mệt để tôi du ngày ngủ. 1, 2, 3. Xong nghe con quen nhỉ? Khác này, xong cũng hay bỉm này. Giống mình thế nhỉ? Xong cũng mệt cho đi ngủ. Hoàng Tử như kiểu hai đứa mình ấy. Không, Hoàng Tử là em bé, còn con Cừu là hai đứa mình. Còn nữa, Hoàng Tử nói trước khi ta đi ngủ, chàng mở to đôi mắt đỏ. Đúng rồi, em bé cũng mở mắt đỏ. Và quay mặt về Cừu, hãy gặp ta trong giấc mộng và ở cùng ta đến hết đời. Cừu ngoan ngoãn bước ra, sự sợ hãi đã ăn mòn tâm trí nó. Không biết là mình phải ở với em bé đến hết đời á. Ui, tự nhiên gai ốc của tớ giật hết cả lên rồi. Đây có phải là chuyện thật không cậu? Không, chắc là không phải thật đâu. Em đi thế này. Bé đâu rồi? Sao lại ra đây ngồi thế này? Ôi, em bé ngồi trên ngai vàng. Hoàng Tử đây à? Đây là Hoàng Tử à? Ui, phải đánh đánh con Cừu đúng không? Cái gì đây? Này, anh chị đã bảo không nhá, không phải con Cừu đâu. Một cánh cửa bước ra. Đây là trong giấc mơ của em bé ha. Rồi sao nữa? Ôi trời sáng rồi. Thế là hết đêm thứ ba rồi Trang ơi. Yeah. Bọn mình xong 3 đêm rồi. Xong 3 đêm rồi. Chuẩn bị chờ nhận tiền và đi về nhà thôi. Hóa ra hôm nay chúng mình mơ một giấc mơ thật là kỳ lạ các bạn. Công nhận cái đêm thứ ba này sợ thật đấy. Mau mau bọn mình đi về thôi.